Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, kể từ ngày 17 tháng 7, Quảng Tây đã trải qua quá trình thời tiết mưa lớn liên tục trong thời kỳ tập trung lượng mưa nước thuyền rồng. Tính đến ngày 27 tháng 7, Quảng Tây đã phải ra tổng cộng 21 thảm họa địa chất bất ngờ, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,679 triệu nhân dân tệ. Dưới sự đề phòng nghiêm ngặt của chính quyền các cấp và Sở Tài nguyên Thiên nhiên ở Quảng Tây, 4 thảm họa địa chất bất ngờ đã được tránh và cảnh báo có hiệu quả. 17 người trong 7 hộ gia đình đã tránh được nguy hiểm thành công. Hiện trường vụ lở đất ở làng Quý Hoa, thị trấn Vệ Du, huyện Chiêu Bình, thành phố Hà Châu. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng và 11 giờ 50 phút tối ngày 24 tháng 7, hai thiết bị phát hiện thảm họa tự động ở làng Hà Châu, thị trấn Ôn Nhu, huyện Chiêu Bình, thành phố Hà Châu, Quảng Tây và làng Phù Dư, thị trấn Chiêu Bình lần lượt kích hoạt các cảnh báo và dự báo sớm. Nền tảng cảnh báo sớm và giám sát thảm họa địa chất Quảng Tây đã ngay lập tức gửi một tin nhắn văn bản cảnh báo sớm và kích hoạt chương trình phát sóng cảnh báo sớm tại chỗ. Sau khi nhận được cảnh báo sớm, 15 người bị thiên tai đe dọa đã ngay lập tức sơ tán theo tuyến đường đã được chuẩn bị sẵn trong phương án phòng chống thiên tai và đã thành công tránh khỏi nguy hiểm. Sau trận mưa lớn, sạt lở đất và lở đất tràn vào nhà dân. Ảnh do Sở Tài nguyên Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp. Được biết, hai thảm họa địa chất xảy ra ở quận Chiêu Bình, thành phố Hà Châu ngày hôm đó đều là sạt lở đất quy mô nhỏ, gây hư hại hai ngôi nhà và thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 30.000 nhân dân tệ. Rất may không có thương vong. Hiện tại, các khu vực nguy hiểm đã được khoanh vùng và thiết lập hàng rào tại hai địa điểm xảy ra thiên tai. Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên của thành phố và quận đang phối hợp với các sở ban ngành liên quan để xử lý. Tính đến ngày 26 tháng 7, tổng cộng 122 thảm họa địa chất đã xảy ra ở Quảng Tây trong năm nay, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 12,1305 triệu nhân dân tệ. Các sở quản lý tài nguyên thiên nhiên các cấp ở Quảng Tây đã cử 498 đội ứng phó khẩn cấp để kiểm tra hơn 20.000 điểm. Các cơ quan quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Quảng Tây đã tổ chức 651 buổi tuyên truyền về phòng chống thiên tai, thực hiện 592 cuộc diễn tập khẩn cấp về phòng chống thiên tai và thực hiện 372 buổi tập huấn về phòng chống thiên tai. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, đợt mưa lớn nước thuyền rồng hiện tại đã sắp kết thúc. Sở Tài nguyên Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nhắc nhở các địa phương vẫn cần đề cao cảnh giác với diễn biến của thảm họa động đất, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thưa quý vị, theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, vào ngày 24 tháng 7 đưa tin cho biết, Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra báo cáo lũ lụt vào ngày 24. Kể từ ngày 20 tháng 7, đã có mưa lớn ở phía Tây Nam và phía Đông của Trung Quốc, Giang Nam, Nam Trung Quốc và Nam Hồ Bắc. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn tại 16 con sông ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam và những nơi khác đã trải qua lũ vượt cấp. Bộ Tài nguyên nước dự đoán đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 7. Các con sông lớn như dòng chính của sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang và các nhánh của nó là sông Quý Giang, thượng lưu và trung lưu của sông Tương Giang ở hệ thống Hồ Động Đình, sông Lạc An thuộc hệ thống Hồ Bà Dương có thể xảy ra lũ lụt gần mức cảnh báo. Một số sông vừa và nhỏ trong nội địa có thể xuất hiện lũ lớn hơn. Báo cáo cho thấy, do ảnh hưởng của lượng mưa lớn kể từ ngày 20 tháng 7, đoạn Trinh Đê của dòng chính của sông Bắc Giang ở Quảng Đông và các nhánh của nó, các nhánh của sông Mông Giang và Hạ Giang của sông Tây Giang ở Quảng Tây, sông Tương Giang ở Hồ Nam, sông Tư Hạ ở Giang Tây và sông Lữ Giang ở Vân Nam, bao gồm cả phụ lưu sông Mu Di, lũ vượt cảnh báo đã xảy ra ở 16 con sông. Báo cáo cũng cho thấy, mực nước của 33 trạm trong khu vực mạng lưới sông xung quanh Thái Hồ đã vượt quá cảnh báo từ 0,1 đến 1,63m. Mực nước của trạm Gia Hưng trong hệ thống kênh của quận Hoàng Gia Hồ đạt 2,02m vào lúc 9h35 phút ngày 24 và là trận lũ số 1 xảy ra trên hệ thống kênh trong năm nay. Ngoài ra, do nhiệt độ cao và tuyết tan, sông Niya và sông Keji ở Tân Cương đã trải qua trận lũ vượt cấp báo động đỏ. Để đối phó với đợt mưa lớn diện rộng này, Bộ Tài nguyên nước đã cử 5 tổ công tác đến Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu để hỗ trợ chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt. Hiện tại, Quảng Tây và Hồ Nam duy trì mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 3. Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Vân Nam và Ủy ban Bảo tồn nước sông Dương Tử, Ủy ban Bảo tồn nước sông Châu Giang và Cục Quản lý lưu vực Thái Hồ duy trì mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp độ 4. Người phụ trách Bộ Tài nguyên nước cho biết Bộ Tài nguyên nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình lũ lụt và thực hiện nhiều biện pháp phòng thủ,
để đảm bảo an toàn phòng chống lũ lụt. Tại miền Nam Trung Quốc cũng đã có mưa lớn trong nhiều ngày. Bộ Tài nguyên nước đã đưa ra một báo cáo lũ lụt vào ngày 21 cho thấy trận lũ số 2 ở lưu vực sông Bắc Giang của sông Châu Giang năm nay sẽ phát triển thành một trận lũ lụt thảm khốc và đã đưa ra cảnh báo đỏ đối với thiên tai dòng chảy trên núi đầu tiên trong năm nay. Trận lũ lớn nhất từng được ghi nhận đã xảy ra vào ngày 22. Tại thành phố Jingde, tỉnh Quảng Đông, nước từng ngập đến tầng 3 và gần 470.000 người đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt này. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, Jingde, tỉnh Quảng Đông, trong lưu vực sông Bắc Giang ở miền Nam Trung Quốc đã bị ngập lụt trong vài ngày. Và nơi đây đã trở thành một đại dương rộng lớn chỉ sau một đêm, cũng trở thành kỷ lục cao nhất kể từ năm 1915 trong toàn lưu vực sông Pearl. Truyền thông địa phương ở Quảng Đông đưa tin khu vực này đang phải đối mặt với trận lũ thế kỷ. Mưa xối xả ập đến và thảm họa lan rộng khắp cả nước, chính quyền địa phương đã ban hành thông báo đình chỉ các công việc và các lớp học. Cảnh sát và lính cứu hỏa vẫn tiếp tục giải cứu những người bị mắc kẹt trong lũ. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, một phụ nữ mang thai đã sinh con nhưng không thể đi đến bệnh viện vì lũ lụt. Được biết, bác sĩ sản phụ khoa được cử đến hiện trường trong dòng nước lũ, sản phụ và em bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn sau 1 tiếng rưỡi. Các tỉnh phía Nam Trung Quốc là những thị trấn sản xuất quan trọng. Những năm qua, tình hình nguồn cung bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhưng năm nào cũng hứng chịu lũ lụt, nhiều nhà cửa, nhà máy, đất canh tác bị lụt ngập, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Riêng tại Quảng Đông, ước tính thiệt hại ít nhất hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,5 tỷ đài tệ. Mặc dù lũ lụt ở một số khu vực đã rút dần, nhưng vẫn để lại một lượng lớn phù sa, tác động vẫn đang tiếp diễn. Quảng Đông hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử, nước có lúc ngập đến tận tầng 3. Kính thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử, Trung Quốc lại tiếp tục có mưa lớn, sông Mân Giang, sông Tương Giang, sông Gia Lăng và sông Phúc Giang là các nhánh của sông Dương Tử tiếp tục hứng chịu nhiều đợt mưa lớn, mực nước đạt đỉnh là 191,62m vào ngày 20. Đây là giá trị mực nước cao nhất kể từ khi trạm được xây dựng vào năm 1939. Phá vỡ kỷ lục 191,41m trong trận lụt năm 1981. Theo báo cáo của cơ quan truyền thông chính thức Thông tấn xã Trung Quốc, lũ lụt đã xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử kể từ ngày 21 tháng 7. Trận lũ số 1 năm nay xảy ra trên sông Gia Lăng, lũ lụt số 1, số 2 xảy ra trên sông Dương Tử. Tại thành phố Trùng Khánh, Cục Bảo tồn nước chỉ ra rằng trạm Cu Tan, trạm Trúc Đà, ga Triều Thiên Môn và ga Thái Nguyên Bá ở lưu vực sông Dương Tử cũng như trạm Đông Cẩm Đà, trạm Từ Khí Khẩu và trạm Bắc Bắc trên sông Gia Linh. Tất cả đều vượt mức nước cảnh báo và một số trạm có mực nước thậm chí còn vượt quá mực nước đảm bảo. Điều này cho thấy một khi đạt đến mực nước đảm bảo do chính phủ Trung Quốc xác định, những nguy hiểm lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với những địa phương có mưa lớn. Tứ Xuyên, vùng lân cận tiếp tục có mưa lớn sau khi ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 4 đã được nâng cấp lên ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 1, cao nhất trong vòng 8 ngày. Điều này cho thấy các vấn đề do mưa lớn gây ra là khá nghiêm trọng. Ngoài ra, Vương Vận cho biết sông Mân Giang, sông Tương Giang, sông Gia Linh và sông Phúc Giang là các nhánh của sông Dương Tử vẫn tiếp tục có mưa lớn, mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ trong những ngày tới. Mực nước tại trạm điều tiết nước Cu Tan tăng nhanh. Vương Vận đã đề cập rằng lũ lụt ở Trùng Khánh là do hợp lưu của nhiều con sông trong khu vực, nơi hợp lưu của sông Dương Tử và sông Gia Lăng ở khu vực trung tâm thành phố cũng là khu vực đuôi của đập Tam Hiệp. Khu vực đô thị trung tâm Phúc Giang và sông Khúc Giang ở thượng lưu lưu vực sông Gia Linh hợp lưu với sông Gia Lăng ở Hợp Xuyên, Trùng Khánh. Sau đó hợp lưu với sông Dương Tử tại Triều Thiên Môn, Trùng Khánh từ Bắc xuống Nam. Lũ lụt hiện nay ở Trùng Khánh là do sự chồng chất của lũ số 1 sông Gia Lăng và lũ số 2 sông Dương Tử. Thống kê sơ bộ chính thức của Trung Quốc cho thấy hơn 120.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trùng Khánh và hơn 60.000 người đã bị ảnh hưởng. Mực nước của sông Dương Tử và sông Gia Lăng ở trung tâm thành phố Trùng Khánh vẫn đang dâng cao. Các công viên, chợ, cửa hàng và đường xá ở vùng trũng thấp tại địa phương đều bị lũ nhấn chìm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.